Năm mèo sắp xếp bàn học gọn gàng, khoa học nhất. Sắp xếp bàn học gọn gàng. Khoa học là một việc vô cùng cần thiết, tạo không gian học tập thoải mái và rèn luyện đức tính ngăn nắp, nếp sống khoa học ngay từ nhỏ. Vì vậy, hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn năm mẹo sắp xếp bàn học gọn gàng, khoa học nhất nhé. 1. Bắt đầu sắp xếp bàn học bằng cách dọn sạch rác. Để bàn học trở nên gọn gàng thì rác là thứ đầu tiên cần loại bỏ. Tránh lười vứt rác rồi bàn học nhanh chóng trở thành một mớ lộn xộn. 2. Chỉ để những món đồ cần thiết lên bàn. Việc sắp xếp góc học tập sạch sẽ, ngăn nắp giúp bạn khơi dậy hứng thú học tập hơn và việc học sẽ hiệu quả không ngờ. 3. Quản lý giấy tờ, sách vở khoa học. Để có thể làm cho chiếc bàn học ngăn nắp hơn, đầu tiên, bạn nên chọn lọc những giấy tờ quan trọng và không quan trọng. Với những giấy tờ có thể bỏ đi, bạn nên bỏ vào thùng rác. 4. Trang trí bàn học. Bạn nên trang trí bàn học bằng lọ hoa hay các vật phẩm lưu niệm. Việc này vừa giúp khu vực bàn học đẹp hơn, vừa giúp bạn thêm yêu thích góc học tập của mình. 5. Lên kế hoạch dọn dẹp. Sắp xếp bàn học gọn gàng thường xuyên. Việc dọn dẹp thường xuyên sẽ giúp chiếc bàn nhanh chóng trở nên gọn gàng mà không cần tốn quá nhiều công sức. Trên đây là 5 mẹo sắp xếp bàn học gọn gàng, khoa học nhất. Chúc các bạn có một chiếc bàn học luôn gọn gàng và học giỏi nhé. Bye bye!